Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng ở cặp trong cái rừng cây ăn trái đó các bạn. Thì các bạn nhìn thấy ở cánh đồng ở ngoài này, người ta đã cắt cỏ hết. Xa xa ở bên phía trong là thành phố, nơi đó cũng là gần nơi khu vực của Du Danh ở. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Thì bên cạnh của Du Danh cũng có trong một cái loại trái cây ăn trái mà có thể là ở các nước phương Tây thì có nhiều loại trái cây này, kính thưa bạn. Một trong loại trái cây ăn rất là ngon, đặc biệt của nó có thể nói giống như là hạt sen. Cái hạt này khi đập nó bể ra thì cái hạt ở bên trong ăn rất là mùi thơm giòn giòn, nó chỉ là ăn sống không có ăn chín. Cũng có thể nói giống như là trái ấu mà nó rớt ở dưới người ta trầm, mà sau khi đó thì người ta tát đìa hay là đi mò ống rụng để lấy lên ăn thì nó ngon như vậy. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn, nói đến cái cây mà Du Danh đến chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Thì nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, trong 24 giờ thì ngày hôm nay Nga tập kích phải nói là quyết tử vào lãnh thổ của đất nước Ukraine, từ miền Bắc lẫn cả miền Đông và miền Nam Ukraine, tính sơ sơ về máy bay không người lái là 32 chiếc bị lực lượng quân đội Ukraine bắn hạ hoàn toàn. Trong đó có hàng chục tên lửa Kalin của Nga cũng tấn công, từ KH là 101, KH 519 và nhiều loại tên lửa khác mà Nga đã trả đũa tập kích vào lực lượng quân đội Ukraine. Trong những ngày qua, lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào đảo Crimea. Thì cũng rạng sáng ngày hôm nay, nói đến cây cầu đảo Crimea lại tiếp tục đóng cửa, kính thưa bạn. Qua những đợt không kích của lực lượng quân đội Ukraine, thì theo tin tức từ người dân ở tại đảo Crimea đã thông báo cho biết, nói khoảng 5 giờ sáng thì tiếng nổ phải nó rền vang khắp cả đảo Crimea, đặc biệt nhất là ngoài biển cũng như luôn cả cây cầu kết. Và cái cầu này có còn tồn tại hay không hiện nay chưa ai biết được, nhưng cây cầu đã đóng cửa hoàn toàn và không cho xe qua lại cũng như luôn cả người đi ở trên cây cầu này. Nhiều tình tiết về ở đảo Crimea trong 6 giờ đồng hồ qua mà lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào ở tại Sevastopol, đặc biệt nhất là phi trường cũng như luôn cả những mục tiêu thuộc về hệ thống radar của Nga, trong đó có cả hệ thống tên lửa S-500. Thì sự thiệt hại ngay bây giờ là Ukraine chưa thông báo, cũng như luôn cả người dân của Ukraine ở tại đảo Crimea chưa xác nhận được là sự thiệt hại của Nga con số là bao nhiêu. Nhưng theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông đã nhận định cho biết, nói tình hình hiện tại chúng tôi đang phòng thủ, nhưng chúng tôi tập kích sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga, rất là thiệt hại nặng nề cho Nga trong 12 giờ đồng hồ hiện nay. Với những cuộc mà Nga đã đáp trả lại chúng tôi thì chúng tôi đã bị, nghĩa là chúng tôi đã tiêu diệt hoàn toàn. Còn số thiệt hại về nhân mạng, về tài sản của người dân mà Nga tấn công mới nhất hiện tại này thì chưa xác định cụ thể là con số bao nhiêu, Ukraine chưa báo cáo những chi tiết đó. Theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông đã cho biết thì tình hình hiện tại nói về cuộc chiến ở tại Chasovia cũng như luôn cả ở khu vực của tỉnh Kharkov, từ Volchan, Liman, Kupyan và nhiều khu vực khác, đặc biệt nhất là ở khu vực của Arinka thuộc miền Bắc, ngày hôm nay Nga tấn công quyết tử vào lực lượng quân đội Ukraine, thì lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Nói đến quân của Nga thiệt hại là hàng ngày từ 150 quân đến 200 quân, với tất cả các đội máy bay không người lái đã tấn công. Theo những chi tiết mà từ lực lượng quân đội Ukraine đã thông báo, tình hình hiện tại cuộc chiến
vẫn còn ở trong cái thế là đóng băng. Giữa lực lượng quân đội Ukraine chưa có một cuộc phản công nào, nhưng theo tình báo Anh Quốc cũng như luôn cả báo của New York Times, Hoa Kỳ nhận định cho biết tình hình ở tại đảo Crimea thì đã bị lực lượng quân đội của Ukraine phá hủy từ hạ tầng cơ sở, mà hạm đội Biển Đen của Nga không dám có mặt ở đảo Crimea này. Bên cạnh đó, nói về chiến sự thuộc tỉnh Donetsk, hiện tại mà Nga đang cố gắng giành giật ở tại quận lỵ của Chasovia như sau. Nói đến là tuần báo Anh Quốc nhận định cho biết nếu như Nga muốn lấy được quận này, ít nhất Nga phải bỏ mạng nơi đây 100.000 quân, theo những gì mà từ Anh Quốc đã nhận định. Còn riêng về bài báo Washington Post đăng tin cho rằng là Nga muốn chiếm lấy quận lỵ cuối cùng của tỉnh Donetsk. Dòng đai của của tỉnh Donetsk hiện nay là Nga đã chiếm như vậy khoảng 70%, và còn lại 30% là lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn kiềm cự chiếm lấy nhiều khu vực từ ở miền Bắc của Adrianka và luôn cả miền Đông của Adrianka, chẳng hạn như mặt trận Bakhmut và những khu vực khác, kể cả Chasovia. Vì vậy, Nga muốn chiếm lấy tất cả những khu vực này thuộc quận lỵ của Chasovia, thì Nga phải mất mạng dưới 100.000 quân và ít nhất cũng phải là 200 xe tăng và xe bọc thép của Nga lẫn lộn bỏ xác ở trên chiến trường này. Tình hình hiện tại thì Nga cố gắng bao vây ở khu vực thuộc miền đông của Ukraine, đó là thuộc tỉnh Donetsk. Như Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, các trận chiến đang nổ ra quyết tử ngày hôm nay. Còn lại tình hình ở tại Kharkov, hiện tại thì lực lượng của Nga vẫn tiếp tục muốn tìm mọi cách để tấn công, chập thủng tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine, đặc biệt nhất đó là ở Volchan, Liman và Sumy. Tất cả các ba khu vực này bị lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Vì vậy, Nga thất bại hoàn toàn trước tình hình trong 24 giờ mà những gì từ Anh Quốc và lẫn cả Hoa Kỳ cũng như luôn cả lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky ông đã cho biết. Còn lại vấn đề nói đến một trong vấn đề rút mắt và cũng như làm cho Tổng thống Zelensky ông rất là bực bội với thủ tướng của Hungary, đó là ông Orbán. Kính thưa bạn, nguyên nhân nào mà ông lại chạy đến Nga? Và ngay bây giờ, theo chính phủ của Kiev đang lên tiếng cho rằng là thủ tướng của Hungary ông không bàn bạc với Tổng thống Zelensky cũng như luôn cả chính phủ nội các của Ukraine. Ông tự động chạy đến quỳ gối trước mặt của Putin về bàn về vấn đề một cuộc đàm phán ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh. Lời chỉ trích của Kiev rất là nặng nề là với ông Pan. Và nhiều tình tiết hôm nay về vấn đề nói đến việc thủ tướng của Hungary đột nhiên ông chạy đến gặp Putin thì chứng tỏ cho thấy hàng ca này thuộc về ba sào. Kính thưa bạn, giữa thời điểm ông mới vừa lên nhậm chức tạm thời cái chức là an ninh của Hiệp hội châu Âu và thời gian 6 tháng khi chủ tịch của Hiệp hội châu Âu, ông chưa nhậm chức, và nhiều tình tiết khác mà với những gì mà Ukraine đã lên tiếng, Ukraine chỉ trích và cho rằng thủ tướng của Hungary ông không nghĩ đến người dân của Ukraine, ông xem thường và cũng như về rằng là chính phủ giữa hai bên. Ít ra ông gặp Tổng thống Zelensky bàn qua vấn đề này đã có, nhưng ông không nêu rõ là ông sẽ đích thân ông chạy đến gặp Putin để quỳ gối. Vì vậy, với lời chỉ trích của Ukraine rất nặng nề với ông, nhiều tình tiết không phải một mình rằng là Ukraine không, mà cả Hiệp hội châu Âu, chuyện này càng lúc càng lớn cho ra hàng cha nhiều chuyện này, và muốn yên thì không chịu, lại muốn quấy đục lên. Chuyện gì đây với Hungary trong những ngày sắp tới? Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà các báo chí bình luận. Riêng về Tổng thư ký NATO thì ông đang
mở một nhịp cầu. Một nhịp cầu để cho Ukraine có thể gia nhập vào Liên Hiệp hội châu Âu và lẫn cả Liên minh NATO trong thời gian tới. Thời gian đó dài hay ngắn tùy thuộc vào Ukraine, tùy thuộc vào tình hình chiến sự đang diễn ra, cũng như để chấm dứt một cuộc chiến tranh này. Thì những gì từ lời của Tổng thống Zelensky ông nêu ra vừa qua và cho đến nay, thì hiện tại nói về các báo chí bình luận với chuyến đi của Thủ tướng Hungary trong đánh ngược càng thổi xuôi giữa cuộc chiến Nga và Ukraine hôm nay không bao giờ chấm dứt vì hai quan điểm khác nhau. Putin, lập luận của Putin là lập luận một cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, cướp lấy 4 tỉnh lỵ và luôn cả đảo Crimea làm dung đếm để bảo vệ đất nước Nga. Đây là một vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là Putin đã tuyên bố nếu như muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh, ông đã nêu ra vừa qua và từ trước tới nay là Tổng thống Zelensky, ông phải ký kết giao 4 tỉnh lỵ đó cho Nga quản lý, từ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, luôn cả đảo Crimea, thì một cuộc chiến tranh chấm dứt. Đó là quan điểm và mục tiêu của Nga, những gì mà Putin đã đề ra. Bên cạnh đó thì lực lượng quân đội của Ukraine phải giải trừ quân đội và không bao giờ được gia nhập vào Liên minh NATO cũng như Hiệp hội châu Âu. Kể cả các đồng minh của Ukraine không được quyền đặt vũ khí ở trên lãnh thổ đất nước của Ukraine. Và phương Tây phải gỡ cấm vận cho Nga, đó là giải pháp hòa bình. Còn lại với lời của Tổng thống Zelensky, ông nêu vừa qua về quan điểm hòa bình ở tại Ukraine, cũng như luôn cả cuộc họp thượng đỉnh quốc tế ở tại Thụy Sĩ vừa qua. Ông nói bất kỳ một cuộc hòa bình nào cũng vậy, đều phải có người chứng nhận và cả quốc tế chứng nhận. Hiện nay đó là một cuộc hòa bình lâu dài. Ông đã từng kêu gọi quốc tế hãy đứng ra can thiệp về một cuộc hòa bình này, có quốc tế giám sát, có nhiều quốc gia, có nhiều nguyên thủ ngồi ở nơi đây. Hiện tại lên tới là 60-70 quốc gia đã ký kết về an ninh cũng như bảo vệ toàn diện lãnh thổ đất nước Ukraine. Những gì mà Nga đang chiếm lấy hôm nay thì Putin không chấp thuận điều đó, mà Putin cho rằng đây là một cuộc đàm phán song phương. Có thể hai bên bất cứ giờ phút nào sẽ chấm dứt chiến tranh. Mà lời nói của Putin các bạn có tin tưởng được không? Với gia mắc dịch này, thế là ăn cướp giờ la làng đổ lỗi cho Ukraine. Nhiều tình tiết ngày hôm nay mà các báo chí đang nêu ra về tình hình cục diện ở Ukraine trong vòng 4 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại đất nước Nga, nói đến lời phát biểu của Putin và cuộc gặp gỡ là giới thủ tướng của Hungary, ông Orbán. Putin nêu vấn đề về việc đàm phán, nói Nga bây giờ chúng tôi lúc nào cũng đàm phán cũng được hết trơn, nhưng ý tưởng đàm phán hiện tại đó là một cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt tức khắc, chấm dứt lâu dài, chứ không phải là một cuộc ngừng bắn. Cuộc ngừng bắn là do thủ tướng của Hungary ông đã đề ra, kéo dài thời gian một tháng và hoặc quá hơn. Thì Putin nói gì và trả lời gì là giới thủ tướng của Hungary? Ông cho biết cái việc đàm phán không bao giờ có giữa hiện tại này và luôn cả việc ngừng bắn. Muốn đàm phán để chấm dứt chiến tranh thì sẽ có họp hội, phải có là mặt Hoa Kỳ và luôn cả NATO và cũng như giám sát của quốc tế để đi đến một cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Cái giải pháp đó là những gì mà ý tưởng của Ukraine đã đề ra. Còn việc ngừng bắn để rồi cho lực lượng quân đội của Ukraine, như vậy là tăng cường quân lực những gì đã thiệt hại vừa qua và khí tài quân sự Mỹ và NATO bơm thêm để chống lại quân đội của Nga, chuyện đó không bao giờ có. Cũng như muốn được đàm phán
chấm dứt chiến tranh hòa bình, đó là chính Tổng thống Zelensky ông phải ký kết giao 4 tỉnh lỵ là lợi ích quốc gia của Nga khi Nga đã chiếm lấy, cũng như quân đội của Ukraine hiện tại phải rút quân rời khỏi 4 khu vực hiện tại này từ Donetsk, Lugansk và Zaporizhia. Đó là một cuộc đàm phán và đi đến kết thúc chiến tranh toàn diện theo những gì từ lời Putin đã nêu ra. Hiện nay các bạn biết Nga đang tập trung để tập trận về vũ khí hạt nhân, đặc biệt nhất với lời của Putin cũng như Bộ trưởng Bộ phòng của Nga đã công bố. Nói hiện nay chúng tôi đang tập trận vũ khí hạt nhân, đem con trai quỷ sa tăng quỷ diệt cả thế giới ra tập trận với những bệ phóng và tên lửa hạt nhân của Nga với tầm bắn 12.000 cây số và nhiều vũ khí tối tân khác, từ tên lửa Zhinja và tên lửa siêu vượt âm của Nga, dần dần. Vì vậy, Putin khẳng định cho rằng trước cuộc chiến này là chúng tôi phải giành chiến thắng. Vì chiến thắng là những vùng đệm mà hiện nay chúng tôi đang quyết định. Chưa hẳn là ở tại 4 tỉnh lỵ này không, mà còn lẫn cả Kharkov, theo lời của Putin đề cập đến thủ tướng của Hungary. Kính thưa bạn, thì nói đến cuộc tập trận tên lửa mang tên là con trai quỷ diệt, quỷ Satan, thì cuộc tập trận này mỗi một trái tên lửa mang từ 3 đầu đạn hạt nhân cho đến 6 đầu đạn hạt nhân, mỗi một trái đầu đạn hạt nhân trên dưới là 300 megaton, là một trong con số khổng lồ, có thể nói là quỷ diệt cả một tỉnh, và tầm bay của nó cũng như chính xác trúng mục tiêu lên đến là nhiều khu vực rộng lớn, có thể lên tới là hàng ngàn cây số mỗi một đầu đạn bay và điều khiển đi, theo những gì từ Bộ Quốc phòng của Nga đã lên tiếng, thì chứng tỏ cho thấy là Putin chưa muốn chấm dứt chiến tranh, cũng như những gì mà các báo chí bình luận, mà Putin sẽ muốn làm nhiều hơn nữa trước những gì mà Putin đang đe dọa đến Ukraine và lẫn cả châu Âu ngày hôm nay. Vì vậy, về tình hình ở cuộc diện mà chuyến đi của Hungary là một trò đùa, vì các bạn biết Hungary từ trước tới nay là không có viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đó là điều thứ nhất. Về vấn đề thứ hai là ông lúc nào cũng bẻ chĩa và ngăn chặn về hỗ trợ tài chính quân sự cho Ukraine từ Hiệp hội châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ. Ông đã mò đến gặp cựu Tổng thống Donald Trump thời gian vừa qua, và có gặp được hay không thì cựu Tổng thống Donald Trump ông chưa có công bố điều đó, nhưng chính ông đã tuyên bố là có gặp được cựu Tổng thống Donald Trump, bàn bạc về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, hãy ngăn chặn gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine mà vừa qua Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông đã đóng băng, cho đến giờ phút cuối bắt buộc ông phải là công bố và hỗ trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine. Vì vậy là ông đang tức tối, ông cố gắng muốn làm bằng nhiều chuyện. Thì vừa qua theo nhiều tin tức từ Hiệp hội châu Âu đã cho rằng là Tổng thư ký NATO ông đích thân đã đến Hungary và gặp Thủ tướng của Hungary, đó là ông Orbán, và hai bên đã thỏa thuận đừng bao giờ ngăn chặn việc hỗ trợ cho Ukraine. Thì ông sẽ đứng một vai trò, đó là Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội châu Âu luân phiên mỗi một năm một lần, và đương nhiệm luôn cái chức là Ủy ban An ninh Hiệp hội châu Âu thời gian còn lại 6 tháng. Thì ông mới năng nổ và chạy sang ở Nga. Xin lỗi các bạn. Thì tình hình hiện tại này, theo những gì từ tin tức ở Nga, đặc biệt nhất là ông Peskov, ông Peskov cho rằng cái vai trò của Thủ tướng Hungary chạy đến đất nước Nga thì ông không có biện pháp nào làm được, vì vai trò của ông không phải là ở trong quốc hội của Hiệp hội châu Âu, mà ông chỉ đang ở đứng vai trò nịnh bợ bên ngoài và làm việc theo phương Tây sắp xếp. Với những câu nói đó, tức là đang thấu kế với nhau, và chuyến đi của Thủ tướng Hungary
phải nói là một chuyến đi đầy ác cảm cho từ Liên minh NATO và lẫn cả Hiệp hội châu Âu. Đó là tình tiết về đất nước Nga trong 24 giờ mà Nga đã tuyên bố. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Hiệp hội châu Âu. Hiện nay, từ lời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, cũng như ông đến ở tại Jakarta và cuộc họp diễn đàn kinh tế nối kết Thượng Hải và Nga, thì ông nêu ra vấn đề gì ở trước tình cảnh này hiện nay? Ông nói là cuộc đệ tam thế chiến ở Ukraine có thể bùng nổ sắp tới. Những gì mà các quốc gia đang làm hôm nay, đặc biệt nhất là từ Nga. Nga thì tung vũ khí hạt nhân để tập trận trước một sự đe dọa. Còn lại hiệp hội ở Nga là Liên minh NATO bắt đầu đổ xô các cuộc tập trận sát biên giới của Nga. Hầu như nó trở thành một cờ dây bao vây đất nước Nga và dẫn đến một cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến. Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai, hiện nay với tất cả các quốc gia từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp và nhiều quốc gia nằm trong Liên minh NATO, tức là đứng ở phía sau để tiếp tục sản xuất vũ khí, những loại vũ khí tối tân, và Nga cũng tương tự. Như vậy trở thành một cuộc chạy đua vũ trang để đương đầu thí nghiệm chiến trường ở tại Ukraine hiện tại này. Ông trả lời qua cuộc phỏng vấn với báo chí của ông ở trên chiếc máy bay mà từ Kazakhstan ông trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhận định cho rằng hiện nay là chúng tôi đang thấy có mối quan ngại rất nhiều và dẫn đến một cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến. Đây cũng có thể là một lời cảnh báo của ông. Tôi đã gửi đến với từ Liên minh NATO và lẫn cả Nga, hãy sắp xếp ngồi cuộc đàm phán, đừng để đi đến một cuộc chiến tranh hủy diệt hiện tại mà ông đang nhìn thấy. Đó là lời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, ông trả lời trên báo chí. Còn lại ở tại châu Âu, về nghĩa là từ Liên minh NATO và lẫn cả Hiệp hội châu Âu, trên dưới mấy chục thành viên, kính thưa bạn, 32 thành viên đồng loạt lên tiếng tố cáo thủ tướng của Hungary. Ông chạy bộ đến ở đất nước Nga, cầm đèn dẫn trước ô tô. Ông muốn nổi tiếng thì nổi tiếng một mình đi, đừng làm nhục Hiệp hội châu Âu và Liên minh NATO, vì vai trò của ông không có đại diện cho được là Liên minh NATO và lẫn cả Hiệp hội châu Âu. Trong khi đó, từ Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Hiệp hội châu Âu bà Leyen chưa có bao giờ đề cử, cũng như chưa có bao giờ đề cập đến vấn đề vai trò của ông chạy đến gặp Putin để quỳ gối hay là gian xin. Chuyện đó ông muốn nhục một mình đất nước của Hungary, đừng lôi kéo Hiệp hội châu Âu vào nơi đây. Còn lại các quốc gia thành viên của Hiệp hội châu Âu và lẫn cả Liên minh NATO đồng loạt lên tiếng và nói đến thủ tướng của Hungary là ông tự động ông làm, ông đang làm rối bời, cũng như ông tự đang khoe mẽ mình là đại diện cho Chủ tịch Hiệp hội châu Âu luân phiên. Ông chưa nhậm chức, ông chưa có quyền hạn và ông cũng không đủ tư cách để làm chuyện đó. Thì các bạn biết ông Orbán, thủ tướng của Hungary, ông trả lời gì với báo chí? Ông nói việc này là việc chung của mọi người. Tôi cũng có quyền, tôi cũng muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh này. Như vậy không có ai có quyền phê phán tôi, mà đây là quyền của tôi cá nhân, kính thưa bạn. Thì bây giờ chả gỡ, không biết phải làm sao khi các quốc gia đề cập nói đến ông rất nhiều và dùng những từ ngữ phải nói khó nghe, nói một trong hàng cha rắc rối, kính thưa bạn. Ba quốc gia ở vùng Baltic nói là từ đây về sau chúng tôi sẽ không tiếp Hungary bất cứ trên mọi phương diện. Không phải tôi kỳ thị, nhưng tôi không muốn tiếp con người rắc rối, một con người thừa thải làm những chuyện tào lao mất mặt đến chúng tôi. Còn lại Ba Lan đang chỉ trích Hungary rất nhiều về vai trò của ông. Đột nhiên ông chạy đến gặp Putin là ông xem thường về Liên minh NATO và lẫn cả Hiệp hội châu Âu. Ông không có tư cách điều đó, cũng như ông không đại diện được
bất cứ một ai nằm trong 32 thành viên của Liên minh NATO và 27 thành viên của Hiệp hội Châu Âu. Đều tôi muốn nhấn mạnh rằng, từ đây về sau, ông bỏ cái thói gan kêu dùng cái từ là cà khịa đó các bạn. Ông bỏ cái thói nhiều chuyện đó, vì chính ông đã tạo ra những cục diện đang khó khăn cho chúng tôi trước tình cảnh này. Và cuộc họp thượng đỉnh NATO ở tại Hoa Kỳ sắp diễn ra tới đây vào ngày 9 và cho đến ngày 11. Kính thưa bạn, thì chuyện gì là giới Hungary giữa lúc Tổng thống Biden, ông đang tức tối, ông nói những chuyện mà Hungary làm, tôi khó có thể bỏ qua. Điều này có đúng hay không? Hay những tình tiết khác nói về chuyến đi của Thủ tướng Hungary gặp Putin trong chớp nhoáng? Và nhiều tình tiết hiện tại thì hiện nay theo lời của Tổng thư ký NATO, ông nói tôi đang mở một nhịp cầu. Và nhịp cầu này tôi bắt thẳng đến Ukraine, về tương lai cho Ukraine để gia nhập vào Liên minh NATO và Hiệp hội Châu Âu trong thời gian tới. Tôi không khẳng định được thời gian đó là thời gian nào, nhưng hiện nay nhịp cầu này chúng tôi đã bắt qua ở nơi đó. Và Tổng thống Zelensky, ông cũng có cuộc điện đàm với tân thủ tướng của Anh Quốc, hai bên một cuộc điện đàm và nhắc lại là cuộc ký kết hiệp ước hỗ trợ cho Ukraine 100 năm. Và đoạn đường dài này là tương lai của Ukraine đang mở rộng. Điều thứ nhất nói đến là theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông cho biết chúng tôi sẽ công bố gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong vài ngày tới, cũng có thể là tại cuộc họp ở Liên minh NATO ở tại Hoa Kỳ mà do Tổng thống Biden ông đã tổ chức ở tại Washington. Vì vậy là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Ukraine với những vũ khí thay đổi, những vũ khí mà Ukraine có đủ một sức mạnh và có tiếng nói, có tầm cỡ ở quốc tế. Không biết diện trạng vũ khí nào, nhưng mà vũ khí hạt nhân thì không có đâu, chuyện đó đâu, kính thưa bạn, không có chuyện đó đâu. Nhưng những loại vũ khí mới, những loại vũ khí như lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông đã cho biết, ông nói vũ khí đó là một sức mạnh cho Ukraine, để Ukraine đủ sức bảo vệ lãnh thổ của mình và những gì lãnh thổ đã mất và cũng có thể chiếm lại lãnh thổ của mình. Đó là những gì mà Hoa Kỳ hiện đang làm hôm nay để hỗ trợ cho Ukraine một đoạn đường dài hơn nữa. Theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông đã công bố thì cái gói hỗ trợ vũ khí này theo các báo chí bình luận cho rằng đầu tiên đó là 8 hệ thống Patriot từ ở Do Thái để chuyển giao cho Ukraine. Tức là Ukraine đã có trong tay gần 20 khẩu đội, gần 20 khẩu đội hệ thống Patriot, còn lại vấn đề NASAM, Aegis cũng như hệ thống phòng không của Pháp, Anh Quốc và Ý đã hỗ trợ cho Ukraine, thì con số có thể là bảo vệ hoàn toàn cho Ukraine. Bên cạnh đó còn đạn dược. Nói về đạn dược thì theo những gì người ta nhận định cho rằng, với lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông đã công bố có thể đạn hỏa tiễn Patriot ở tầm bắn 300 cây số hoặc có hơn. Tức là làm cách nào để bảo vệ bầu trời của Ukraine không để máy bay của Nga tấn công, đặc biệt nhất là những chiếc Mi-31, Su-34, Su-35 và thậm chí cả Su-57 của Nga. Đó là chi tiết về cuộc họp sắp diễn ra tới đây vào ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 7 năm 2024 ở tại Washington, Hoa Kỳ. Còn lại vấn đề tình hình hiện tại như ở tại Hiệp hội Châu Âu đang đề cập đến cho Ukraine trong tương lai sắp tới là một tương lai kéo dài mà Ukraine có thể có đủ sức hỗ trợ, cũng như về mặt vũ khí và lẫn cả quân sự. Tất cả các quốc gia đã đồng thuận ký kết là sản xuất vũ khí ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine. Hiện nay như các bạn đã biết, Phần Lan và Thụy Điển đã tuyên bố là chúng tôi sẽ củng cố và đặt cố vấn an ninh cho Ukraine, đặc biệt nhất là với những công nghệ hiện đại và luôn cả những nhân kỹ thuật để hỗ trợ cho Ukraine về mặt
sửa chữa, nâng cấp máy bay F-16 khi chiến đấu. Đó là những gì từ các quốc gia đã lên tiếng, trong đó có Phần Lan với Hiệp hội An ninh đa quốc gia dẫn chuyển vũ khí cho Ukraine đã lên tiếng. Thì bây giờ tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thành công và xem như đã hoàn thành. Còn lại vấn đề là Ukraine bao giờ nhận F-16? Thì vừa qua với thủ tướng của Hà Lan, bà đã tuyên bố cho biết, bà nói việc mà vận chuyển vũ khí F-16 cho Ukraine, chúng tôi đã ký kết hoàn toàn. Giữa Tổng thống Zelensky và Hà Lan, Đan Mạch, những quốc gia hỗ trợ F-16 cho Ukraine đã ký hoàn tất. Bây giờ còn lại là vấn đề F-16 đồn trú ở nơi đâu. Trong những ngày qua, các bạn đã thấy là Nga liên tục quân kích vào các phi trường của Ukraine từ miền Nam lẫn cả miền Bắc và ở tại thủ đô Kiev. Nơi nào Nga cũng khả nghi là đây là cơ sở hạ tầng cho những chiếc F-16 hạ cánh cũng như gắn vũ khí để cất cánh quân kích. Những cuộc tập kích đáng sợ này. Và bây giờ thì tương lai về F-16 đến ở Ukraine thì hiện nay không ai biết đã có đến hay chưa và như chi tiết như thế nào. Nhưng dấu hiệu cho thấy là cái gói hỗ trợ vũ khí của Hoa Kỳ cho Ukraine với 2 tỷ 3 đô la tương lai tới đây là tất cả đều là vũ khí và bom đạn. Theo các báo chí bình luận thì bây giờ chưa biết như sao diễn biến của nó, nhưng trong tình cảnh hiện tại, theo nhận định tình báo từ Anh Quốc đã cho biết, nói tình hình hiện nay là Ukraine có thể phản công bất cứ giờ phút nào, vừa từ quân đội của Ukraine đang chuẩn bị có sẵn hoàn tất, mà Tổng thống Zelensky ông đã thành lập lên tới 10 lữ đoàn. Mỗi một lữ đoàn thì chưa báo cáo về quân số bao nhiêu, nhưng theo ước tính một lữ đoàn có thể từ 6.000 quân trở lên. Đó là con số bỏ túi, kính thưa bạn. Còn lại về chi tiết bổ sung quân sự cũng như những tuyến phòng thủ của Ukraine thì Ukraine tiếp tục làm điều đó và để tìm cách bảo vệ những tuyến phòng thủ của mình cũng như luôn cả những đơn vị nằm ở tiền tuyến không quan trọng thì lực lượng quân đội Ukraine có thể rời đi bất cứ giờ phút nào. Điển hình nhất ở nhiều khu vực ngày hôm nay mà Ukraine đã cho biết những chi tiết tiết lộ, ví dụ như một khu rừng rậm nào đó mà tuyến đường để vận chuyển cũng như để bảo vệ chi viện gặp khó khăn thì tốt nhất những nơi này hủy bỏ và tập trung vào lực lượng để tiến phòng thủ kiên cố vững chắc để chuẩn bị một cuộc phản công mới. Đó là chi tiết về tình báo Anh Quốc đã nhận định chia sẻ. Hiện nay như các bạn đã biết, Nga đang rơi vào những trong tình trạng khó khăn, dù rằng ở mặt bên ngoài chúng ta đang nhìn thấy là Nga tấn công quyết tử vào mặt quân đội của Ukraine từ bộ binh, đặc biệt nhất là miền đông cũng như luôn cả miền bắc của Kharkov. Thì Nga tập trung ở đây con số rất nhiều và Nga tiếp tục tấn công vào cặp con sông ngạn Dnipro chảy dài từ Kherson và về cho đến miền bắc của tỉnh Kharkov. Thì những cuộc tập kết này hầu như Nga không đạt được thành công mà lực lượng quân đội Ukraine đã tái chiếm nhiều khu vực ở khu vực là cặp dòng sông. Đây có phải là một tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine hay không? Thì điều này chưa xác định. Và còn lại vấn đề là lực lượng quân đội Ukraine phản công vào thời điểm nào? Thì chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới sẽ có tin tức đặc biệt về Ukraine, kính thưa bạn, cuộc phản công sắp tới đây. Đó là chi tiết về tình hình ở Ukraine trong 24 giờ cũng như luôn cả châu Âu và Nga. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông đang càng lúc càng phức tạp và cũng như những trận đánh đang quyết tử trong 3-4 ngày nay mà lực lượng của Ebola liên tục tập kích vào quân đội của Do Thái từ ở vùng biên giới và lẫn cả sâu ở trong lãnh thổ đất nước Do Thái trong những ngày mà đang sôi nổi trận chiến này. Thì bây giờ theo tin tức từ lực lượng của Ebola đã công bố cho biết là chúng tôi sẽ quyết đáp trả với lực lượng quân đội của Do Thái, cả
cập biên giới và chúng tôi có thể nhấn chìm biển lửa ở nơi đây. Đó chỉ là lời đe dọa. Vào những ngày qua thì hầu như ngày nào cũng có từ 70 cho đến 100 tên lửa rocket của lực lượng Hezbollah tập kích vào quân đội của Do Thái từ ở các tiền tuyến. Đó là chi tiết về giữa Hezbollah và lực lượng quân đội của Do Thái. Còn lại về tình hình mặt trận giữa lực lượng Hamas và Do Thái ở tại miền Nam và miền Bắc của Gaza thì kính thưa bạn, phải nói đang khốc liệt giữa mấy ngày hôm nay. Mà một trong tin tức chưa được kiểm chứng xác định, đây là một trong tin tức của lực lượng Hamas đã công bố là họ đang âm thầm đàm phán lợi giới quân đội của Do Thái và một cuộc tấn công, cũng như luôn cả những việc trao trả con tin và ngừng bắn. Thì điều này chỉ nêu ra vấn đề là từ một phía của Hamas với lực lượng Do Thái và luôn cả thủ tướng của Do Thái, ông Netanyahu, ông chưa lên tiếng và cũng như chưa nhìn nhận việc đó là có sự thật. Vì vậy, tình hình hiện tại giữa lực lượng Hamas và quân đội của Do Thái thì ở tại miền Nam của Gaza và cũng như trái tim của Rafah tiếp tục nổ súng và tấn công ở trên đường phố. Hiện nay, người dân của Do Thái vẫn ở trong cái bế tắc về tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men, nước uống và luôn cả điện. Có thể nói là đang ở trong cái tình trạng tê liệt hoàn toàn và không có dấu hiệu là hạ nhiệt cuộc chiến tranh này. Những gì vừa qua từ lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã lên tiếng là bắt buộc lực lượng Do Thái phải kiểm soát hoàn toàn ở Palestine và bao giờ rút quân khi chúng tôi kiểm soát, cũng như cuộc chiến này, ông cho rằng đây chỉ là mới bắt đầu. Còn lại vấn đề Liban là chúng tôi sẽ tiếp tục chiến tranh nếu như lực lượng của Hezbollah không ngừng lại và vẫn còn tiếp tục tấn công vào quân đội của Do Thái, bắt buộc đó là chúng tôi phải san bằng đất nước Liban. Theo những gì từ các báo chí chia sẻ, kính thưa bạn, ngày hôm nay còn lại vấn đề lực lượng Houthi vẫn tiếp tục tấn công vào tàu chiến của Hoa Kỳ và lẫn cả tàu hàng hải trong những ngày qua, và cho đến bây giờ thì họ đã tuyên bố họ nhận thêm vũ khí của Iran từ lực lượng diễu binh cách mạng ở phía sau hỗ trợ và tiếp tục cuộc chiến với Hoa Kỳ và cũng như đồng minh của Hoa Kỳ, Pháp và Anh Quốc, Úc và nhiều quốc gia khác. Ở tình hình hiện tại ở Trung Đông, vùng Biển Đỏ đang bước vào giai đoạn cực nóng và vùng điểm này có thể trở thành một cuộc diện nổi cộm trong những ngày tới. Đó là chi tiết về lưỡi Houthi trong 24 giờ. Một trong tin tức đang sôi nổi cũng là một tin báo động là tân tổng thống của Iran, ông mới vừa nhậm chức và phố tín nhiệm bầu cử đạt lên tới 50%. Thì theo các báo chí bình luận về nhân vật đặc biệt này, ông họ Mohammed, kính thưa bạn, thì cái vai trò của ông ngày hôm nay không giống như là cựu tổng thống của Iran đã qua đời vừa qua. Và tính cách của ông rất ôn hòa. Ông nói ông nhậm chức và ông bắt đầu sẽ mở rộng ngoại giao với làm việc lợi giới Hoa Kỳ và phương Tây. Phương án của Iran là không muốn chiến tranh cũng như nhiều chi tiết khác, mà muốn một đất nước được hòa bình thật sự và ổn định, cũng như nền kinh tế của Iran được bình yên. Đó là vai trò của ông đã nêu ra. Nhưng những chi tiết khác thì Iran không có lên tiếng, chỉ nói về vấn đề giữa thời điểm ông đứng ra ứng cử và hôm nay ông đã đắc cử. Vì vậy, tình hình ở Iran trong những ngày tới có thể nhiều diễn biến mới mà người ta khó có thể diễn tả. Đặc biệt nhất nói đến vấn đề đất nước của Iran, nó nằm chồng lấn ở trong cái phức tạp, đó là đạo giáo quản lý, với giáo chủ là quyền hạn trên tổng thống và tổng thống không đủ khả năng để làm yên lòng được với giáo chủ Hồi giáo, thì cũng có thể dẫn đến một cuộc xung đột ở đất nước Iran sẽ diễn ra
trong bối cảnh tồi tệ đó. Như các bạn đã biết, nói đến về giáo chủ Iran thì phải nói là thuộc về Iran à, còn hơn tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Với trầm lú không có quyền hạn nào bằng cái giáo chủ Iran. Ở trước tình cảnh này, khi đất nước Iran đang rơi vào một trong tình trạng là bị cô lập và cũng như cấm vận về nền kinh tế của đất nước Iran, lý do làm giàu chất uranium và sản xuất vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó thì là họ lại tiếp tục viện trợ và hỗ trợ về vũ khí cho các lực lượng, chẳng hạn như Hamas và Hezbollah, lực lượng Houthi. Vai trò của họ đứng phía sau trỏi lưng và bảo vệ với huynh đệ Hồi giáo của họ. Vì vậy, với tân tổng thống này, ông nêu vấn đề này không ai tin được, và chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới khi tân tổng thống của Iran nhậm chức cũng như tình hình của Iran ra sao. Đó là cục diện mới về tình hình ở tại Iran trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay lại tin tức về khu vực châu Á của chúng ta, đặc biệt nhất là giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện đang la ó ôm sầm với ngày hôm nay, cũng như người dân Đài Loan họ đang di tản bằng cách nào qua lời đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua đã lên tiếng về việc đe dọa, nói đến công dân của Đài Loan làm việc ở tại đất nước Trung Quốc, họ sẽ bắt những người là chống đối, những người muốn giành độc lập ở Đài Loan, họ sẽ đưa ra tuyên án tử hình. Kính thưa bạn, thì bây giờ người dân trở thành Đài Loan trở thành một cuộc di tản ở tại đất nước Trung Quốc. Ây cha, chuyện càng lúc càng lớn. Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xem xét từ lời nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như luôn cả Tập Cận Bình đe dọa đến công dân Đài Loan như sao. Theo các báo chí bình luận cho rằng hiện nay thì Tập Cận Bình đang đùa dưới lửa, cũng như Tập Cận Bình đang cấu trúc kết tạo hận thù lợi với các tướng lãnh của đất nước Trung Quốc qua những cuộc thanh trừng vừa qua nội bộ, và hiện đang rơi vào tình trạng là khủng hoảng với tướng lãnh càng lúc càng nhiều từ lời của Tập Cận Bình đe dọa tấn công vào Đài Loan, và quân đội đang đặt ở trong tình trạng chiến đấu sẵn sàng lúc nào cũng chờ lệnh Tập Cận Bình ra lệnh tấn công Đài Loan. Và về mặt an ninh thì giới công an của Đài Loan đang theo dõi sát các công nhân của Đài Loan làm việc ở tại đất nước Trung Quốc cũng như nhiều công ty khác lẫn cả ở nước ngoài. Con số từ năm 2022 theo chính phủ Đài Loan vào thời điểm của bà Tổng thống Thái Anh Văn đương nhiệm thì đã cho rằng đã có trên dưới như vậy là 177.000 người công dân của Đài Loan làm việc ở tại Trung Quốc. Còn hiện tại bây giờ thì chưa có con số báo cáo cụ thể, cũng như những công ty của Đài Loan rời khỏi đất nước Trung Quốc càng lúc càng nhiều, và con số đó có thể thu hụt thấp hơn. Nhưng còn lại vấn đề là Trung Quốc đang đe dọa điều này ra lệnh là cho luật pháp của Trung Quốc được quyền tử hình những công dân của Đài Loan có tính cách là muốn độc lập Đài Loan. Vì vậy là một cuộc di tản hốt hoảng trước tình cảnh này. Trung Quốc không biết giải quyết ra sao trước tình cảnh bối rối mà thế giới đang lên án hôm nay, trong đó lẫn cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bắt đầu ra lệnh trừng phạt chọc thẳng vào Trung Nam Hải của đất nước Trung Quốc. Nói về Bộ Chính trị với những lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, luôn cả quốc phòng của Trung Quốc. Vì vậy, làm cho các tướng lãnh cũng như các đại gia của Trung Quốc hốt hoảng, và họ đang lao đao cũng như có thể là dẫn đến biến loạn trong những ngày tới. Hiện tại thì theo tin tức từ Hoa Kỳ chuẩn bị công bố sắp tới danh sách dài dọc về đất nước Trung Quốc cấu kết là với Putin, Bắc Triều Tiên và đe dọa an ninh khu vực cũng như tình hình ở Biển Đông, trong đó có cả eo biển Đài Loan. Và cuộc diễn này là Hoa Kỳ sẽ có hành động lớn hơn nữa với những lệnh trừng phạt cho đất nước Trung Quốc nhiều hơn nữa, mà hiện nay Trung Quốc đang lên tiếng phản bác cũng như chống lại Hoa Kỳ những lệnh trừng phạt đơn phương mà Hoa Kỳ đã nêu ra. Đó là tình tiết về giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Còn lại vấn đề cục diện là ngập lụt ở tại đất nước Trung Quốc, nói đến là ở Hồ Nam. Thì kính thưa bạn, Hồ Nam có 4 con rạch lớn,
bây giờ nó lỡ tanh bành té bẹ. Mỗi một con đập lên tới là 150 mét. Thì hiện tại ngay bây giờ ở An Huy cũng như Hồ Đình của Hồ Nam thì mực nước lên một cách đáng sợ chưa từng có. Nói đến hiện tại ở Hồ Đình này là hiện nay đã có 5.777 người đã di dời, nhưng vẫn còn tiếp tục di dời nữa, nhiều nơi không thể rằng là tiếp cận được, bị cô lập hoàn toàn với dòng xiết nước chảy một cách đáng sợ chưa từng có. Thậm chí cả xe tải, kính thưa bạn, là đã chất đầy đồ ở trong đó cũng cuốn trôi luôn. Và khi con đập bị dở, còn lại vấn đề ở An Huy cũng như Hà Nam, hiện nay con số theo ước tính là lên tới từ 1.5 triệu người cho đến 1.6 triệu người đang bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại thì người dân ở trên mạng Weibo đang cầu cứu, nói 3 ngày hôm nay là một cảnh tượng hay nó đáng sợ nhất chưa từng có. Từ con sông Dương Tử, nước chảy cuồn cuộn, nhìn thấy người giơ tay kêu cứu cứu, nhưng người ta không cách nào cứu được. Với dòng nước chảy xiết có thể nói từ 80 tới 100 cây số một giờ, dòng xiết chảy này mà không có tàu xuồng cũng như không có phương tiện để cứu những người này, làm sao cứu đây? Đây là còn lại vấn đề số mạng của những người đó, là số phận do ý trời, có cứu được hay không tự họ sẽ cứu lấy, còn nếu như họ không cứu được thì họ xem như đã chết. Với những chiếc xe tải, những chiếc xe ô tô đang cuồn cuộn chạy ở trên dòng nước thuộc sông Dương Tử trong những ngày qua, với những cơn mưa nặng hột và phải nói một cách đáng sợ chưa từng có, thì mới nhất ngày hôm nay rạng sáng ở tại tỉnh Sơn Đông, kính thưa bạn, một cơn lốc xoáy, nhà cửa sụp đổ với những cơn mưa phải nói ác liệt chưa từng có, mà người dân Trung Quốc nói là cảnh tượng tôi cứ nghĩ rằng ngày tận thế đã đến với đất nước Trung Quốc. Hiện tại ở Sơn Đông, còn lại bây giờ hàng chục tỉnh thành đang bị ảnh hưởng với cơn lụt lội mà những con đập đã bị dở. Đã nói ngang là trời hại rồi người hại, đất nước Trung Quốc hiện nay mà họ cảnh báo cho biết những điều gì mà họ lên tiếng, những điều họ nói tất cả đều là sự thật. Những gì vừa qua với cảnh báo sớm và cũng như những báo hiệu mà người dân Trung Quốc đã thấy rõ. Vì vậy, cảnh thiên tai này rất là đáng sợ cho đất nước Trung Quốc. Còn lại tất cả các con đập lớn cũng như luôn cả những con sông lớn, bây giờ thì nước đang ùn ùn đổ đi. Và bên cạnh đó còn có cả đập Tâm Hiệp, họ sẽ tiếp tục xả lũ. Thì bây giờ nói đến 21.000 hồ chứa nước lẫn cả đập thủy điện Trung Quốc hè nhau mà đổ, kính thưa bạn, thì xem như hơi bị mệt cho Trung Quốc á, mà mệt là cho người dân của Trung Quốc. Nói đến cảnh tượng này, nhìn qua những hình ảnh ở trên đoạn video mà người dân Trung Quốc đã quay ở tại Hồ Động Đình thuộc nghĩa là tỉnh Hồ Nam, thì kính thưa bạn, nói đến trâu bò, gà vịt, heo, trời ơi cuốn trâu phải nói la liệt luôn, nhìn tội nghiệp cho mấy con bò và mấy con heo. Những con vật này không có sức để bám trụ, không có sức để dính lại những cái cây hay là những cái gì đó cản trở, mà nhìn thấy nó đang trôi ở trên dòng nước lũ lượt khắp nơi chưa từng có. Một cảnh tượng đáng sợ ở đất nước Trung Quốc khi đập đã bị dở. Không phải một con đập mà là tới 4 con đập. Vừa qua thì lực lượng quân đội của Trung Quốc kêu gọi người dân và cả quân đội đến đắp con đập, sửa chữa lại và cho rằng sẽ được an toàn. Nhưng chưa đầy 3 ngày thì bắt đầu tiên nó lỡ 5 mét. Và trong khi đó 5 mét không thể có người đến để cứu giúp kịp, cũng như không thể cách nào ngăn chặn. Thì bây giờ nó chơi tới 150 mét, và nhiều khu vực khác nó còn lỡ đáng sợ hơn. Thì bây giờ con đập trở thành bình địa, người dân cũng tiêu điều. Trước tình cảnh này, tính riêng về ở tại Hồ Nam thì sự thiệt hại đơn sơ ở trong thành phố, kính thưa bạn, trong thành phố đơn sơ lên tới là 111 triệu đô la. Đây là một trong con số khổng lồ về tài sản, chưa tính đến của người dân
và còn lại với nhiều tỉnh thành khác bị ảnh hưởng lên tới 111 triệu người, thì các bạn biết là bao nhiêu cái sự thiệt hại của nó. Đó là nói về đất nước Trung Quốc hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà người dân Trung Quốc đang kêu cầu cứu, thì không thấy chính quyền địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ người dân cái gì, hoàn toàn không có, mà chỉ tự người dân hãy ra là cứu lấy tự mình, sống chết quyết định tự do ông trời. Đó là chi tiết về Trung Quốc mà người dân đang kêu than ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam. Kính thưa bạn, một trong tin tức đang chấn động trong những ngày qua mà bộ đội Việt Nam thuộc bộ phòng đang ém nhẹm cho đến khi thân nhân và người thân của họ lên tiếng cũng như yêu cầu phải trả lời một câu thỏa đáng với ba sĩ quan của quân đội Việt Nam trấn thủ ở khu vực Hoàng Sa, ở Trường Sa. Kính thưa bạn, thì họ đang làm nhiệm vụ và ba người này đột nhiên đã chết. Cái chết của ba người này hiện tại chưa biết nguyên nhân, từ cấp chỉ huy ở đơn vị này ở tại Trường Sa đã cho biết nó ba người đã chết, mà chúng tôi chưa hiểu được nguyên nhân cái chết của ba người này, cũng như nói là ba người này là cấp sĩ quan nhưng không nêu ra cấp bậc nhiều chi tiết của nó giữa ba người này. Thì gia đình hiện đang thắc mắc và đòi hỏi phải có một cụ thể trả lời cho người thân của người ta, con người ta đi bộ đội và hiện chết làm nhiệm vụ ở Trường Sa, thì họ chết như thế nào và tại sao họ chết. Thì bộ phòng Việt Nam đã lên tiếng, đặc biệt nhất là giới chức an ninh của quân đội Đảng Cộng sản Việt Nam nói chúng tôi đang mở cuộc điều tra. Một cuộc điều tra chúng tôi sẽ nêu rõ vấn đề. Mà cái chết này, kính thưa bạn, không phải là mới đây, không phải là mới cùng một lúc này, mà là đã hơn một tuần lễ nay. Giờ buổi ban đầu họ đang ém nhẹm và họ không thông báo, đến khi gia đình tức tối và bực bội không thể chịu đựng được khi các con của mình đã chết, thì họ bắt đầu mới lên tiếng điều đó. Tình cảnh ở tại Trường Sa, theo những gì mà người dân đã từng đi đến ở những nơi doanh trại của bộ đội ở nơi đây, thì họ đã tham qua, và cũng như những chuyến mà họ tiếp tế hay là vào đầu năm, vào dịp Tết tặng quà cho bộ đội ở ngoài biển đảo đang trấn thủ này, thì họ nói là giữa lực lượng quân đội Việt Nam và Trung Quốc kế một bên có thể nói chuyện với nhau nghe, và cũng như những lúc trời tốt nhìn thấy dạng dạng người đi qua lại, còn nếu nó đặt ống dòm để nhìn thì rõ ràng 100%, như vậy là tầm của nó là chưa đầy 2 cây số. Kính thưa bạn, chưa đầy 2 cây số khi mà nhà là tốt trời người ta đã nhìn thấy, thì đây có phải là Trung Quốc đã gan là bắn ba người bộ đội này hay không? Đây là vấn đề nhạy cảm mà người ta đang nêu ra hiện tại, vì Đảng Cộng sản Việt Nam hãy nói là họ không bao giờ dám nêu sự thật, không bao giờ nói dám sự thật về vấn đề là bộ đội Việt Nam ở tại Trường Sa đã bị Trung Quốc bắn chết, với cái chết của ba người này đầy bí ẩn mà họ cho rằng một cái chết họ không hoàn toàn không biết không hay. Dần dần chuyện ngộ thiệt, trời ơi, sĩ quan bộ đội mà cũng như luôn cả binh sĩ của mình mà chết mà không biết là cái chuyện hơi bị kỳ. Điều này thật sự như vậy, nếu nói mà giữa cái chết của họ đang làm nhiệm vụ chứ không phải là họ đi đánh bắt cá, họ đi chơi là họ chết, mà họ đang đi tuần tra họ chết, đặt nhiều nghi vấn mà các báo chí bình luận chia sẻ. Bây giờ thì từ Trọng Lũ và lẫn cả Phẩm Minh Chính, Tô Lâm chưa có một lời nào giải đáp, thậm chí cả Bộ trưởng Bộ phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Phan Huy An, ông cũng chưa là công bố là nguyên nhân cái chết, cũng như muốn giấu được thì giấu, nhưng giấu không được vì người thân gia đình tức tối phải nêu ra vấn đề cụ thể và lên trên mạng. Sau khi trên mạng bùng nổ bốc cháy thì lúc đó các ông không thể giữ được, các ông không thể câm miệng được, vì vậy bắt buộc phải lên tiếng, cũng như Trọng Lũ vừa qua đã nói là thế lực thù địch ở nội bộ, thế lực thù địch hiện nay đang ở trong cái
trung ương đảng của chúng ta. Vì vậy là trách nhiệm của công an phải quét sạch, phải làm sạch về nội bộ đảng ở trước tình cảnh này. Thì bây giờ với cái chết của ba sĩ quan này như thế nào và bao giờ điều tra cho thỏa đáng? Hiện nay thì họ đã nói là họ đang ra sức để điều tra, kính thưa bạn, mà người nhà thì không chấp thuận điều đó. Những chi tiết hiện tại về ba sĩ quan của bộ đội hải quân Việt Nam đã chết ở Trường Sa, thì hiện nay nói về ba người này thì người ta chưa đề cập đến vấn đề là chính quyền địa phương có lên tiếng hay không, cũng như chỉ có người gia đình đã lên tiếng. Đó là chi tiết về cái chuyện là ba sĩ quan Đảng Cộng sản Việt Nam đã chết ở Trường Sa. Còn lại về tình hình đất nước hiện tại, về vấn đề nói việc linh lương cũng như nhiều tình tiết khác hiện nay mà người dân đang than phiền, đặc biệt nhất là những chị em buôn bán ở Sài Gòn, ở các tỉnh và các vùng thôn quê địa phương. Nói trời ơi, việc giá cái gì bây giờ cũng lên trơn, lên phải nó lên tấu lửa tắt đèn, lên đáng sợ luôn. Mà tiền thì không thấy, làm không ra tiền, công nhân vật giá thì mướn rẻ mạt. Có thể cảnh khổ của cuối năm của năm 2024 này với cái Tết sắp tới đây, chưa chắc chúng tôi đã có được ăn cái Tết giống như năm vừa rồi. Và mỗi lúc mỗi khó khăn có thể còn tồi tệ hơn trong đó nữa. Thậm chí cả công ăn việc làm, từ công chức và những người làm công nhân cũng có thể nói là lao đao trong cái Tết sắp tới. Cái Tết của năm 2025 tới đây. Vì vậy họ cho rằng là đất nước Việt Nam đang rơi vào tình trạng là kinh tế tồi tệ, kính thưa bạn. Thì chuyện này có hay không chúng ta cũng chưa xác định, nhưng dấu hiệu cho thấy nó là như vậy. Vì hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn kêu gọi nhiều công ty ở nước ngoài đến đầu tư vào đất nước Việt Nam, xây dựng từ đường cao tốc lẫn cả đường sắt và luôn cả thành phố, với lời nói của Phạm Minh Chính là đất nước đang phát triển, người dân đang giàu có, chúng ta phải lợi dụng cơ hội này để xây dựng đất nước, tái thiết đất nước, trở thành một đất nước giàu có nhất khu vực châu Á. Mà không biết bây giờ chừng nào giàu không biết, mà bây giờ thấy là người dân hiện nay ở tại Hà Nội, nhiều bố lão cũng như những bà mẹ đã nói vài hôm nữa tôi nghĩ rằng áo của chúng tôi còn có bâu, quần còn có lưng, chứ đừng nói là phát triển. Có thể là nóng bức quá, phát triển của người dân hay là trần truồng thì tốt hơn. Đó là những gì theo các bà châm biếm và các bà nói đến cảnh tình của đất nước Việt Nam hiện trong 24 giờ. Dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Cuối tuần hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.